Thân chào các em học sinh khối lớp 7 của trường Trung học cơ sở Chu Văn An. Hôm nay sẽ là tiết ôn tập để các em kiểm tra đánh giá giữa học kỳ 2. Bài kiểm tra đánh giá sẽ được kiểm tra theo hình thức là tự luận và thời gian làm bài là 45 phút. Về nội dung ôn tập thì cô sẽ ôn tập cho các em hai phần, phần thứ nhất là lý thuyết và phần thứ hai là kỹ năng. Ở phần lý thuyết thì các em sẽ học ôn các bài là bài 37, dân cư Bắc Mỹ, bài 39, kinh tế Bắc Mỹ tiếp theo, bài 42, thiên nhiên Trung và Nam Mỹ tiếp theo, bài 43, dân cư xã hội Trung và Nam Mỹ, và bài 45, kinh tế Trung và Nam Mỹ tiếp theo. Ở phần kỹ năng, các em sẽ học ôn các bài, bài 41, thiên nhiên Trung và Nam Mỹ, bài 43, dân cư xã hội Trung và Nam Mỹ. Về phần lý thuyết thì các em sẽ học 5 câu. Câu 1, trình bày đặc điểm dân cư của Bắc Mỹ. Câu 2, trình bày đặc điểm ngành công nghiệp Bắc Mỹ. Câu 3, trình bày đặc điểm dân cư của Trung và Nam Mỹ. Câu 4, trình bày đặc điểm ngành công nghiệp Trung và Nam Mỹ. Câu 5, trình bày các kiểu môi trường tự nhiên của Trung và Nam Mỹ. Ở phần kỹ năng, các em sẽ được sử dụng tập bản đồ trong bài kiểm tra. Câu 6, dựa vào tập bản đồ địa lý 7, trang 16, các em hãy kể tên các đồng bằng và sơn nguyên ở khu vực Trung và Nam Mỹ. Như vậy thì trên này là cô đã đưa lên tập bản đồ ở trang 16 và đây là khu vực Trung và Nam Mỹ. Quan sát vào tập bản đồ trang 16 thì các em hãy kể tên những đồng bằng và sơn nguyên. Về đồng bằng thì các em quan sát vào tập bản đồ và mình kể tên được 4 đồng bằng. Đó là đồng bằng Llanos, đồng bằng Amazon, đồng bằng La Plata và đồng bằng Bamba. Về sơn nguyên, có 2 sơn nguyên, đó là sơn nguyên Guyan và sơn nguyên Brazil. Tiếp theo, câu 7. Dựa vào tập bản đồ địa lý 7, trang 18, các em hãy kể tên các đô thị có từ 5 triệu người trở lên ở khu vực Trung và Nam Mỹ. Các em quan sát lên màn hình thì cô đã đưa phần tập bản đồ trang 18 ở khu vực Trung và Nam Mỹ. Như vậy thì các em sẽ quan sát vào bảng chú giải ở các đô thị lớn với đơn vị là triệu người, với 3 mốc là từ 5 đến 10 triệu người, từ 10 đến 20 triệu người và trên 20 triệu người. Như vậy thì chúng ta sẽ kể tên những đô thị nằm trong 3 cái chú thích này. Các em sẽ liệt kê ra. Những đô thị có từ 5 triệu người trở lên, đó là Bogota, Lima, Santiago, Buenos Aires, Sao Paulo, Rio de Janeiro và Belo Horizonte. Câu 8. Giải thích vì sao dải đất duyên hải phía Tây Andes lại có hoang mạc. Dải đất duyên hải phía Tây Andes có hoang mạc là hoang mạc Atacama. Như vậy thì vì sao ở duyên hải phía Tây dãy Andes lại có hoang mạc? Thì các em sẽ cùng quan sát vào lược đồ trang 16. Ở phía Tây của dãy Andes có dòng biển lạnh, đó là dòng biển lạnh Peru. Dòng biển này chạy ven bờ phía Tây, làm cho hơi nước bị gặp lạnh. Khi gặp lạnh sẽ bị ngưng động, không gây mưa và tạo điều kiện cho hoang mạc hình thành. Cô vừa ôn tập xong nội dung của bài kiểm tra đánh giá giữa học kỳ 2 và cô chúc các em sẽ làm bài thi thật tốt.